Sống đúng, sống đẹp. Thứ năm 27 tháng 10 2022. Chuyện xưa tích cũ, sự tích cái mặt nạ. Con đến với Chúa, Chúa giàu lòng xót thương, với trọn niềm tin tưởng, với trọn niềm tin thác. Con đến với Chúa với bệnh tật thê lương, u buồn và nước mắt, xin Ngài thương ủi. Sống đúng, sống đẹp. Thứ năm 27 tháng 10 2022. Chuyện xưa tích cũ, sự tích cái mặt nạ. Ngày xưa ở làng Nam Sương có cô con gái tên là Vũ Thị Thiết. Dung mạo đã xinh đẹp, tính tình lại rất thùy mị nết na. Nàng lấy chồng tên là Trương Sinh. Trương Sinh vốn là con một nhà hào phú và là người cùng làng. Trương Sinh tuy cũng thương vợ, nhưng do là người ít học, lại có tính cả ghen hay để tâm xét nét vợ. Nhưng vợ chàng là một người phụ nữ có dung hạnh vẹn toàn, thường giữ gìn khuôn phép cẩn thận, cho nên không có chuyện gì xảy ra. Vợ chồng hương đượm lửa nồng chưa được bao lâu thì bỗng nghe tin chốn biên thùy có giặc xâm lăng. Chồng vâng lệnh quan phải từ giã mẹ già và vợ để đi lính thú. Bấy giờ vợ Trương Sinh đang có thai, sắp đến kỳ sinh nở. Ngày tổng quân đã đến, giây phút chia tay thật bồi hồi bịn rịn. Ai đã chia tay mà chẳng từng bịn rịn, rời yêu thương mà đã mấy ai vui. Bạn ơi quan hà xin cạn chén ly bôi, ngày mai tôi đã đi xa rồi. Mẹ già rưng rưng nước mắt, chúc cho con chân cứng đá mềm. Chồng cầm tay vợ và khuyên nàng gắng phụng dưỡng mẹ già và nuôi con khôn lớn. Chàng phải lên đường vì lệnh vua đã ban. Lệnh vua hành quân trống kêu dồn, quan với quân lên đường, đoàn ngựa xe cuối cùng vừa đi theo lối sông. Phía cách quan xa trường, quan với quân lên đường, hàng cờ theo trống dồn. Sườn sườn non cuối thôn phất phơ ngỡ ngậm ngùi bay. Qua thiên san kia ai tiến rượu vừa tan, vui ca sang rồi đi tiến binh ngoài ngàn. Người đi ngoài vạn lý quang sơn, người đứng chờ trong bóng cô đơn. Bên man kia còn tung gió bụi mịt mùng, bên tiêu tương còn thương tiếc nơi ngàn trùng. Người không rời khỏi kiếp gian nan, người biến thành tượng đá ôm con. Ngựa phi ngoài xa hí vang trời, chiêng trống thua trăm hồi,
ngần ngại trên núi đồi, rồi vọng ra khắp nơi. Phía cánh quan xa vời, chiêng trống khua trăm hồi, ngần ngại trên núi đồi, rồi dậy vang khắp nơi. Thăm bao niềm chia phôi, vui ra đi rồi không ước hẹn ngày về, ai quên ghi vào gan đã bao nguyện thề. Nhìn chân trời xanh biết bao la, người mong chờ vẫn nhớ nơi xa. Bao bông con đứng đợi chồng về, bao nhiêu phen thời gian xóa phai lời thề. Người tung hoành bên núi xa xăm, người mong chồng con lớn muôn năm. Sau khi chồng lên đường độ chục ngày, thì Vũ Nương trở dạ sinh được một đứa con trai, nàng đặt tên là Đản. Ở nhà, Vũ Nương chăm con và mẹ chồng rất mực chu đáo, nên thằng bé Đản sởn sơ mạnh khỏe. Thế nhưng bà nội của nó vì nỗi nhớ con da diết đêm ngày nên đổ bệnh. Vũ Nương hết lòng mời thầy chạy thuốc, nhưng bệnh của mẹ chồng mỗi ngày một nặng. Chẳng bao lâu thì bà mất. Nhờ có bà con xóm giềng mỗi người một tay giúp đỡ, nên việc ma chay, lễ tế, nàng lo liệu chu toàn như đối với cha mẹ đẻ của mình vậy. Đã mấy mùa thu đi qua mà vẫn không thấy chồng về. Một mẹ, một con mỏi mòn trông đợi. Hằng ngày, nàng thiết chăm lo việc đồng áng. Đến tối mịt mù, nàng mới có thời giờ chăm sóc cho con. Có những hôm phải trong đèn khâu vá, dọn dẹp và nô đùa với con. Những lúc con khóc, nàng thường chỉ tay vào cái bóng của mình trên vách mà nói: "Nín đi con, kìa, kìa bố đã về kìa. Con có thấy bố không? Bố kìa, con có thấy bố không con?" Thằng bé nhìn vào bóng và nín bặt. Cứ như thế. Gió mùa thu, mẹ ru mà con ngủ. Năm canh trầy, năm canh trầy, thức đủ giữa năm. Hỡi chàng, chàng ơi, em nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng. Hãy nên, nên đi con, hãy ngủ, ngủ đi con. Con hỡi mà con hỡi, con hỡi con hỡi, con hỡi con hỡi, hỡi con. Thằng Đản cứ thế lâu dần thành thói quen, thường đòi gặp bố trước khi đi ngủ. Cái bóng đen đen trên tường, từ đấy đối với cả mẹ lẫn con như một người thân thích. Và nhất là đối với thằng Đản, đó chính là bố của nó. Rồi chiến tranh cũng đến ngày kết thúc. Cõi biên thùy bình yên trở lại, những người đi lính thú lại được trở về quê quán. Ngày trở về,
Anh bước đi trên quãng đường để đến bên lũy tre, nắng vàng hoe, vườn rau trước hè chào đón người về. Trường Sinh cũng ở trong số đó. Sau bao năm tháng ly biệt, hai vợ chồng gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi. Chàng đau lòng vì mất người mẹ thân yêu, nhưng lại vui sướng vì có đứa con trai kháu khỉnh. Thằng bé bây giờ lên 3 tuổi, đã biết nói bập bẹ. Tuy nó để cho bố nó bế, nhưng vẫn tỏ ra xa lạ. Qua mấy ngày sau, Trương Sinh hỏi vợ chỗ chôn cất mẹ, rồi bế con đi thăm mộ bà. Ra đến đồng, thằng bé Đản bắt đầu quấy khóc. Trương Sinh dỗ dành con: Con nín đi đừng khóc, bố yêu con. Bố yêu con mà, thôi con đừng khóc nha. Con mà ngoan, tí đi qua chợ bố mua quà cho mà ăn. Nào, con trai cưng của bố, nín đi, bố thương, bố thương. Nghe thế, thằng bé liền đáp: Không, ông không phải là bố của Đản đâu. Bố Đản khác cơ. Bố Đản chỉ đến tối, bố Đản mới đến nhà thăm Đản thôi. Tối bố mới đến. Nghe con nói thế, chàng Sinh thấy đau nhói ở trong tim. Chàng nhìn vào con và hỏi dồn: Thật không? Thật không? Thế thì bố của Đản như thế nào? Bố của Đản đến lúc nào? Con nói đi, con nói đi. Bố con đến lúc nào? Ở đâu? Ồ, tối nào bố cũng đến chơi với Đản hết á. Mẹ Đản đi cùng với bố, mẹ Đản ngồi cùng ngồi với bố, mẹ Đản đứng thì bố Đản cũng đứng, mẹ Đản ngồi thì bố Đản cũng ngồi đó. Mà mẹ Đản nằm, bố cũng nằm luôn. Mà chẳng bao giờ bố bế Đản cả, toàn chơi với mẹ thôi. Chẳng bố không bế Đản đâu. Mấy lời nói vô tình của đứa bé làm cho Trương Sinh đoan chắc là vợ mình đã ngoại tình với người đàn ông khác, không còn nghi ngờ gì nữa. Nghĩ đến cảnh người vợ xinh đẹp của mình ngã vào vòng tay của kẻ khác, khiến cơn ghen của Trương Sinh bừng bừng bốc lên. Chàng lẩm bẩm: Thật không thể ngờ, không thể ngờ được, trong khi mình gian lao nơi biên ải thì nó ở nhà lại làm trò mèo mả gà đồng. Quá khốn nạn, quá khốn nạn, quá khốn nạn. Về đến nhà, Trương Sinh nghiến răng trợn mắt, nghiến mắng vợ thậm tệ: Tao không ngờ mày là đồ thất tiết. Mẹ thì mới chết, chồng thì đi vắng, thế mà tối tối mày lại rước trai về nhà. Tại sao mày lại đối xử khốn nạn với tao như thế, hả con đàn bà lăng loàn kia? Hả? Tại sao? Tại sao? Chàng mắng chửi vợ càng lúc càng dữ dội và đủ lời lẽ cay nghiệt, nhưng lại không nói là tự miệng của con mình là thằng cu Đản nó nói ra như thế. Lại không kể cái câu chuyện cu Đản kể. Vợ chàng thì cứ một mực chối cãi: Chàng ơi, 3 năm trời cách biệt, thiếp vẫn một lòng một dạ với chàng. Thiếp đâu có hư thân mất nết như lời chàng nói. Chàng ơi, xin chàng đừng nghi ngờ mà hàm oan cho thiếp như vậy. Ha 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 ha.
vợ càng phân trần, thì cơn giận của chồng càng không thể dằn xuống được nữa. Chàng bắt đầu dùng lối vũ phu để tra khảo vợ. Hàng xóm láng giềng nghe tin vợ chồng Trương Sinh lục đục thì đổ tới can ngăn, nhưng chẳng ăn thua gì. Chồng cho là vợ khéo mồm lẻo mép nên được mọi người bênh vực mà che lấp đi tội lỗi của mình. Sau khi đánh đập vợ rất tàn bạo thì Trương Sinh đuổi nàng đi. Trong cơn phẫn uất vì nỗi oan khiên quá lớn không thể thanh minh, người thiếu phụ ôm lấy con khóc nức nở. Rồi nàng chạy một mạch ra bến sông Hoàng Giang, đâm đầu xuống dòng nước tự tử để minh chứng cho sự trong sạch của bản thân. Có người làng trông thấy Vũ Nương cắm đầu xuống dòng nước thì chạy về báo tin. Bơ Trương Sinh, Bơ Trương Sinh, Trương Sinh, vợ anh, vợ anh đã nhảy xuống sông tự vẫn mất rồi. Vợ anh nhảy xuống sông tự tử mất rồi. Nghe nói vợ đã tự vẫn, lòng Trương Sinh bỗng trào dâng lên nỗi hối hận. Chàng cắm đầu cắm cổ chạy một mạch ra bến sông, nhưng dòng nước chảy xiết, mấy người bì bõm mò đến tối mịt cũng không tìm thấy xác của Vũ Nương đâu. Và một đêm phòng không vắng vẻ, chàng Trương Sinh ngồi buồn rười rượi một mình trong bóng tối. Thằng bé Đản không thấy mẹ đâu thì quấy khóc. Trương Sinh vội thắp ngọn đèn lên rồi dỗ cho nó nín. Thằng bé chợt kêu lên: Bố Đảm đến kia rồi, Bố Đảm đã đến kia rồi, Bố Đản đến kia rồi. Trương Sinh quay ngắt người lại hỏi dồn thằng bé: Đâu con, đâu, Bố Đản của con đâu, Bố Đản của con đâu, chỉ cho ta coi, Bố Đản của con đâu, hả, đâu. Thằng bé chỉ tay vào cái bóng của chàng in trên vách mà nói: Đấy, đấy, bố của Đản đấy, bố của Đản đó, bố của Đản trên vách kia kia, đó, thấy chưa, bố Đản đang ở trên vách đó. Nhìn cái bóng của mình, Trương Sinh chợt nhớ lại những lời con nói khi đi thăm mộ bà nội. Chàng mới tỉnh ngộ và hiểu ra tất cả. Và chàng cũng nhận ra nỗi oan tày trời của vợ chỉ vì lòng ghen tuông mù quáng của mình. Nhưng việc đã trót qua mất rồi. Cùng làng với Trương Sinh và Vũ Nương có một người tên là Phan Lang, làm đầu mục ở bến đò Hoàng Giang. Một đêm nọ nằm chiêm bao, thấy có một người con gái mặc áo xanh đến kêu xin chàng tha mạng. Sáng dậy, Phan Lang thấy có người làng chài đem đến biếu mình một con rùa mai xanh. Sực nhớ đến giấc mộng qua, Phan Lang bèn thả con rùa xuống sông, phóng sinh. Một thời gian sau đó, chiến tranh giữa Đại Ngu và Đại Minh nổ ra. Quân Đại Minh tiến đến ải Chi Lăng, dân trong nước sợ hãi chạy trốn tán loạn. Trong đám người lên thuyền trốn ấy có cả Phan Lang. Nhưng khi thuyền ra tới khơi thì gặp con sóng lớn, thuyền bị lật ngang rồi đắm, cả đoàn người chết đuối hết. Thây Phan Lang trôi dạt vào một cái động của những con rùa. Linh Phi vốn là con rùa mai xanh ngày nọ, cứu cho Phan Lang sống lại để trả ơn nghĩa xưa đã cứu mạng mình. Linh Phi lại cho dọn tiệc thiết đãi ân nhân. Bữa yến tiệc có nhiều mỹ nhân hầu rượu. Trong số đó
có Vũ Nương. Nhưng Phan Lang còn ngờ ngợ không dám nhận. Không biết có phải là Vũ Nương hay không. Vũ Nương chết rồi mà, tại sao bây giờ lại còn thấy ở đây? Vậy là sao? Lúc tàn tiệc, Vũ Nương tìm đến và nói: là người cùng làng, cớ sao chàng lại mau quên thế? Cùng làng mà, sao mau quên vậy? Phan Lang xin lỗi rồi hỏi: vì sao nàng lại có mặt ở nơi đây vậy? Vũ Nương trả lời: hồi ấy khi nhảy xuống nước, các nàng tiên ở Thủy Cung thương tôi vô tội, liền rẽ nước cho tôi xuống, nên tôi được sống ở Thủy Cung cho đến ngày nay. Ồ vậy hả? Thế nàng có nhớ quê hương không? Tôi bị chồng ruồng rẫy, lại mang nỗi hàm oan nên không còn mặt mũi nào mà nhìn nhau nữa. Khi Phan Lang trở về dương thế, Vũ Nương trao cho y một chiếc thoa nhờ đưa hộ cho chồng mình và nhắn cùng chồng rằng: nếu chàng còn nhớ tình xưa thì chàng hãy cho lập một đàn giải oan, lấy thần đăng chiếu xuống nước thì tôi sẽ về. Nhận được thoa, chàng Trương tin và lập một đàn tràng 3 đêm 3 ngày ở bến Hoàng Giang. Quả nhiên, Trương Sinh thấy vợ thoát ẩn, thoát hiện giữa dòng sông. Nhưng chỉ có mỗi khuôn mặt của nàng nhô lên khỏi mặt nước. Nàng nói lời đa tạ và từ biệt chàng vì chẳng thể trở về nhân gian được nữa. Chính vì thế mà từ xưa tới nay người ta vẫn nói chỉ có mặt nạ, chỉ có mặt nạ, chứ không có người nạ bao giờ. Chỉ là mặt nạ mà thôi, không có người nạ. Và cũng kể từ đó, những nhà điêu khắc mới nghĩ ra lối chạm trổ ra những chiếc mặt nạ. Những chiếc mặt nạ hay còn được gọi là hổ phù cho đến ngày nay. Thưa anh chị em và các bạn, thiếu nhi chúng con thân mến, đây là câu chuyện người con gái Nam Xương. Đó là nhan đề của câu chuyện thứ 16 trong 20 chuyện được chép lại trong tác phẩm Truyền Kỳ Mạn Lục bằng chữ Hán của danh sĩ Nguyễn Dữ, sống vào cuối thời nhà Lê, cuối thế kỷ thứ 16, nhà Lê Sơ, đầu thời nhà Mạc. Dựa trên một câu chuyện dân gian về một nỗi oan khuất của một người thiếu nữ, đồng thời lên án tố cáo lễ giáo phong kiến hà khắc đã không cho người phụ nữ được bảo vệ mình. Chuyện được đánh giá là một án thiên cổ kỳ bút, phản ánh sinh động về thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Nguyễn Dũ, tác giả, có sách phiên âm là Nguyễn Tự, chúng ta chưa rõ năm sinh và năm mất, là một danh sĩ sống vào thế kỷ thứ 16, thời kỳ triều đình nhà Lê đã bắt đầu khủng hoảng. Người huyện Trường Tân, nay là huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Ông là học trò của Tuyết Giang Phu Tử, tức là Nguyễn Bình Khiêm, là người học rộng, tài cao, am hiểu văn chương. Ông làm quan được 1 năm, sau đó về sống ẩn dật ở Thanh Hóa. Chuyện người con gái Nam Xương là chuyện thứ 16 trong tổng số 20 chuyện của Truyền Kỳ Mạn Lục, cùng với 11 trong 20 chuyện về phụ nữ. Nguồn gốc của chuyện bắt nguồn từ một chuyện cổ tích dân gian tên là Vợ Chàng Trương. Bây giờ, đền Vũ Điện ở xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam là nơi thờ vợ chàng Trương. Người làng Trương Xá cũng thuộc xã Chân Lý ngày nay. Theo truyền thuyết của người dân địa phương thì ngôi đền này được xây dựng từ thế kỷ thứ 15, ngay sau cái chết oan uổng của bà Vũ. Ban đầu chỉ là ngôi miếu nhỏ nứa lá chanh tre do dân địa phương dựng nên,
Sau khi có chiếu của vua Lê Thánh Tông, ngôi miếu mới được sửa lại thành một ngôi đền bề thế khang trang. Ban đầu, ngôi đền được xây dựng ngoài bãi ven sông Hồng, trên một bãi đất rộng mấy chục mẫu, dân cư sống thành làng. Sau vì nước lũ xói mòn, bãi bị lở, cho nên đền phải rời vào vị trí như hiện nay. Câu chuyện thiếu phụ Nam Sương có thể chúng ta đã nghe, nhưng mà chắc thiếu nhi chúng con thì được nghe chưa? Chưa. May là những người lớn tuổi, trung niên thì có thể đã nghe, biết chuyện thiếu phụ Nam Sương. Và có bài hát về thiếu phụ Nam Sương hay lắm. Hồi xưa tôi còn bé vẫn có câu: không 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 bố tôi ban đêm mới về, không 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 bố tôi ban đêm mới về. Thơ chuyện rồi nhạc dệt thành chuyện người thiếu phụ Nam Sương. Cũng giống như là chúng tôi dệt trường ca lòng thương xót đấy, dệt thành câu chuyện thơ và nhạc trong đó. Hay là anh chị em coi trong radio, nghe trong radio thơ tình lòng thương xót, có thơ, có nhạc, rồi có những câu chuyện tình. Mỗi Chủ nhật là một câu chuyện tình tại một nước ở trên thế giới, 46 nước và 6 địa danh ở Việt Nam, tổng cộng là 52 tuần lễ, 52 câu chuyện tình. Thế thì có người hỏi tại sao hôm nay cha kể chuyện này nó có liên quan gì trong tháng 10 không? Bảo có. Hôm nay là thứ mấy rồi? Thứ năm, ngày bao nhiêu? 27 tháng 10. Tuần trước thì chúng ta thứ bảy 22 tháng 10 đã hát mừng Thánh John Paul II, bổn mạng của Thiên Nguyện Tín Thác và Khát Vọng tại quán cà phê Khát Vọng Lòng Thương Xót. Cuối tháng này thì có 31 ngày. Đúng ra ngày 31 mới là ngày Halloween, trước khi lễ các thánh. Về sự tích lễ Halloween thì hẹn anh chị em và các bạn vào ngày thứ bảy là 29. Thứ bảy 29 sẽ kể cho anh chị em nghe về lễ hội Halloween là như thế nào. Nhưng mà vì ngày Chủ nhật 30 tháng 10, chúng tôi tổ chức lễ hội Halloween lúc 6 giờ chiều tại quán cà phê Khát Vọng Lòng Thư Xót ở Biên Hòa. Người ta tổ chức lễ hội Halloween, còn chúng tôi cũng lễ hội Halloween trong lòng thương xót. Người ta có cà phê, chúng tôi cũng có cà phê, nhưng mà cà phê lòng thương xót. Người ta cũng có trung thu, chúng tôi có trung thu lòng thương xót. Cứ như thế, sợi chỉ đỏ xuyên suốt là lòng thương xót. Mời anh chị em và các bạn đến với lễ hội Halloween lòng thương xót 6 giờ chiều Chủ nhật 30 tháng 10 để thấy được có những cái mặt nạ này. Hôm đó, ngày Halloween, người ta đeo những mặt nạ, mặt quỷ, mặt ma, mặt đủ thứ hết. Nhưng mà nó chỉ là mặt nạ, không phải là mặt thật. Nó che khuôn mặt thật. Nó che những khuôn mặt thật. Mà nếu hôm đó chúng ta dám can đảm lột bỏ những khuôn mặt nạ để sống với nhau, nhìn vào mặt nhau đi và hãy nói với nhau thật tình như chưa bao giờ. Còn ngần ngại nhau chi mà không nói với nhau lời tha thiết trong tâm hồn. Nhìn vào mặt nhau đi và chú ý lắng nghe thật tình như chưa bao giờ. Còn ngần ngại nhau chi mà không nói với nhau lời tha thiết trong tâm hồn. Ngày lễ hội Halloween mà chúng tôi làm sẽ là ngày mà lột những mặt nạ ra, để chúng ta không còn giả hình, giả tạo, giả trá, giả vờ, giả đò, giả nai, giả ma, giả quỷ nữa. Thời nay người ta giả nhiều quá. Còn có cả đạo đức giả nữa, cái đó mới ghê. Phải không ạ? Có cả thầy tu giả nữa mới ghê chứ. Rồi nhiều thứ giả quá. Người ta tạo nên cả một thiên đàng giả nữa. Paradise, thiên đàng trần gian này, thiên đàng hạ giới này làm gì có thật. Nhưng mà người ta tạo ra biết bao nhiêu cái giả. Thì hôm đó chúng ta sẽ lột lễ hội thôi. Chỉ tiết lộ sơ sơ thôi. Là chúng ta sẽ lột mặt nạ. Nhưng mà mỗi người vào ráng đi tham dự đeo một cái mặt nạ vô, để không ai biết ai cả. Không ai biết ai cả. Khi mà tôi đeo mặt nạ này, bạn nhìn tôi, bạn có biết tôi nghĩ gì không? Không. Bạn có biết tôi thuộc loại người nào không? Không.
Bạn có biết trình độ học vấn hay là tư cách gì tôi gì không? Không. Tất cả là những mặt nạ. Và bây giờ người ta đang đeo những khuôn mặt nạ đó. Với danh nghĩa này, với danh nghĩa kia, với chức vụ này, với chức vụ kia. Mình giữ chức vụ ấy, mình nắm chức vụ ấy. Mà mình không sống đúng với chức vụ ấy thì mình làm mang mặt nạ chứ còn gì nữa. Tôi là linh mục. Mà tôi không sống đúng là một mục tử của lòng thương xót, tôi mặc cái áo linh mục. Mà tôi không sống đúng với người mục tử dám sống chết vì đoạn trên thì tôi chỉ là người đeo mặt nạ mà thôi. Cái áo của tôi là đúng là một cái thứ mặt nạ để che giấu cái con người thật của tôi, tham sân si đầy hết. Mà người ta không dám sống với nhau, sống thật với nhau, nói thật với nhau, không dám. Rồi cứ bảo sự thật mất lòng. Nhưng mà quên rằng mất lòng trước, được lòng sau. Tại sao mình không nói thẳng, nói thật với nhau, mà cứ lấp la lấp liếm, mà cứ tô son chất phấn giống như cái cô gì tuần trước ấy. Nhớ không? Mà nhớ cái cô gì tuần trước không? Cái cô gì cô tôi son chất phấn mãi mà không đẹp được á, nhớ không? Cô gì? Cô cua. Ê, bọn không nhớ rồi. Bởi vì cái cô nào mà cà chớn gọi là cô cua. Mà cũng có cậu cua chứ phải không? Thì cái câu chuyện mà thiếu phụ Nam Xương, câu chuyện mà liên quan để chúng ta nói về cái mặt nạ, là vì cái câu chuyện ấy cho mình thấy, thứ nhất, đừng bao giờ lên án ai khi ta chưa có bằng chứng, chưa có nhân chứng, vật chứng và chưa có xác minh được sự thật nó như thế nào. Chỉ nghe một đứa bé nói thôi mà đã tin là sự thật rồi à? Không có xác minh, không có tìm hiểu đầu đuôi, phải hỏi nó là tại sao nó lại nói như thế thì thằng bé nó sẽ cắt nghĩa chứ. Hoặc nếu như vậy thì tại sao mà cái ông Trương Sinh đó không gặp vợ của mình mà để hỏi: này em, lúc nãy ngồi đứa con của mình nó có nói như thế đó, anh thì anh không tin là như vậy đâu, nhưng mà tại sao nó lại bảo bố nó ban đêm mới về là sao em? Anh vẫn tin vào em, lòng thủy chung của em. Vì nếu mà không đợi thì bây giờ em về em lấy chồng khác rồi chứ hơi đâu mà tới bây giờ. Ông không nghĩ như vậy à? Tại sao khi có vấn đề gì ta không gặp nhau, ta đối thoại với nhau với tất cả sự chân tình phát xuất từ lòng thương xót? Lòng thương xót là không nghi ngờ, không xét đoán, không kết án khi chưa có bằng chứng, chưa có bằng cớ. Và nếu có phải cắt nghĩa thì trước tiên hãy cắt nghĩa lành cho người ta trước đã. Hiểu không ạ? Có những người nghe câu chuyện là cắt nghĩa xấu liền. Ồ, cái con đó, cái thằng đó, cái ông cha đó, cái bà sơ đó. Thôi chị ạ, có lẽ lúc có cha nóng cha nói vậy thôi chứ không đến nỗi ngày nói như thế đâu. Được không? Được chứ. Có lẽ là lúc nãy sơ mệt quá, sơ tập hát, sơ có la một tí thì có sao đâu. Cái bà đó, bà hay la lắm. Bà đó, thứ mà không lấy chồng mà đi tu là hay la lắm. Chết không chứ. Không ai lấy được xong mới đi tu, khó tính khó nết lắm. Phải không? Thấy không ạ? Cho nên tôi tập, anh chị em mình cũng tập là cắt nghĩa lành. Trước hết cắt nghĩa lành đã, để tâm hồn mình bình an trước đã. Tại nếu không mình dễ nổi nóng lắm, nổi điên lắm, nổi giận lắm. Như chàng Trương ấy, nghe vậy là điên lên rồi. Không cho vợ mình một cơ hội để nói, không có cho vợ mình được giải bày để nói sự thật, mà chỉ nghe, mà lại nghe thằng con nít chứ. Tại sao lại không nghe người lớn mà nghe thằng con nít vậy? Nhất là những người lãnh đạo, những người lãnh đầu cứ đi nghe báo cáo. Báo cáo đó toàn là làm láo báo cáo hay. Yêu thì nên tốt, ghét thì nên xấu. Nếu mà tôi thích chị đó, thì tôi sẽ báo cáo tốt về chị. Rồi ông lãnh đạo cứ chị nghĩ là chị tốt. Nhưng mà nếu mà tôi tán chị mà chị không theo tôi, tôi ghét chị,
vì cái tội mà tán là không chịu theo. Thế không? Yêu đổi thành ghét. Thì tôi nói, con mẹ không tin được đâu. Tôi thấy mắt nó lẳng lắm. Mẹ mình lẳng, bỏ sư đi, nó không lẳng lại, để đổi cho nó lẳng. Chị em thấy không? Tôi cứ nghĩ cũng vậy à. Đi thị sát hay đi quan sát, về là báo cáo với bề trên, báo cáo với cấp trên, báo cáo với những chức sắc, những người có chức vụ cao trong xã hội, trong giáo hội. Rất nguy hiểm. Vì tin vào cái lời báo cáo ấy mà biết bao nhiêu người bị hàm oan, có biết không? Biết bao nhiêu người mất ơn gọi, biết bao nhiêu người mất luôn cuộc đời của mình, đâm ra bất mãn, đâm ra trầm cảm, rồi nhất là như cô đó đó, chịu không nổi cái nỗi hàm oan đó, phải nhảy xuống sông tự tử để rửa cái họ hàm oan ấy. Câu chuyện này làm tôi nhớ mãi những cái lần mà mình bị hàm oan, và cũng những lần mà mình đã vội vàng kết án anh em mình. Chưa nghe ra ngô ra khoai gì cả, chưa có nghe ba mặt một lời, chỉ nghe một lời tố cáo này là kết án liền. Sàm sỡ rồi thì lỗi đức trong sạch, lỗi đức khi tịch, đủ mọi thứ hết. Chỉ nghe cái bà 60 tố cáo hiếp bà cha 30 tuổi mà làm gì, làm hiếp cái bà 60, 70 làm cái gì. Bạn tôi nó gặp bảo anh nghĩ sao? Đó, chơi thì chơi đứa ngon, đứa trẻ, chứ còn tội gì phải chơi cái bà 60, 70 để mà mang tiếng như thế mà cũng tin được hay sao? Đó. Có nhiều cái nỗi hàm oan, nỗi hàm oan. Mà nếu mình dùng quyền lực giống như chàng Trương này, truyền với Đức vâng lời, xong rồi dùng quyền lực, dùng quyền hành, xử oan cho bao nhiêu người. Rất nhiều người trong xã hội này có khi nỗi oan mà 20 năm, 30 năm. Nhớ không ạ? Đi tù bây giờ 70 rồi mới được giải oan, hết nửa đời người trong tù rồi. Mà cái số tiền giải oan trả lại bao nhiêu, mà nhất là cái tiếng oan nó không có rửa cho người ta được. Con cháu người ta bị mang tiếng, bố mày như thế, ông mày như thế. Mà lúc mà xử lại thì chẳng có lên tiếng để minh oan cho người ta. Cho dẫu rằng là có minh oan như thế thì cũng quá muộn màng rồi. Nhưng mà vẫn còn hơn là không nói gì cả. Có nhiều vị hồng y, nhiều vị giám mục, nhiều linh mục tu sĩ bị hàm oan lắm. Cứ súng vào kết án, rồi lúc mà ra tòa rồi, minh oan rõ ràng rồi thì lại im lặng, không có hề đính chính, không hề thanh minh, lên tiếng để lấy lại danh thơm tiếng tốt mà người đó bị oan, bị mất chứ. Phải không ạ? Phải không? Cứ im im ăn ắng, rồi cái lúc mà xử thì kết tội thì mầm lên, dư luận rồi mạng kết án đồ thế này, ông thế nọ, bà thế kia, vân vân đủ thứ. Nhưng mà lúc ra tòa trắng án rồi thì bị oan, chẳng có ai lên tiếng để mà thanh minh lại cho người ta, rửa oan cho người ta, là tôi xin đính chính lại tất cả những lời kết án đó là hoàn toàn không đúng sự thật. Tòa đã tuyên án là Đức Hồng Y ấy, giám mục ấy hoàn toàn vô tội. Phải lên tiếng rõ ràng như thế cho cả thế giới này biết chứ. Đấy, cho nên câu chuyện này trong lòng thương xót, đọc trong ánh sáng lòng thương xót để thấy đừng bao giờ kết án, đừng bao giờ nghe báo cáo mà không kiểm chứng. Trước tiên thì hãy lấy lòng thương xót. Trước tiên nghe người ta báo cáo, lấy lòng thương xót, nghĩ tốt rồi đã, rồi gặp đương sự hỏi, nó nhẹ nhàng hơn. Còn nếu mình nghe báo cáo, mình đã bị yên trí thành kiến rồi đó, gặp đương sự, tôi nghe anh sau đó nói coi, người lắm nó phải không? Vì này là hay ăn nhậu lắm nó phải không? Hay đi chơi đêm lắm nó phải không? Ơ kìa, chưa có kiểm tra, kiểm chứng mà tại sao đã kết án người ta là hay đi ăn đi nhậu. Sao cha biết con hay đi ăn đi nhậu? Tôi nghe thằng này nó báo, thằng kia nó nói, thằng đó nó không, nó rủ con đi nhậu, con không đi, nó tức, nó tố con, cha có biết không? Thấy không? Mà vô phủ đầu nó liền, phủ đầu để nhận, nếu không nhận nó đuổi. Ơ kìa, nó không có, sao nó nhận được? Cho nên nhiều người bị mất ơn gọi vì như vậy, oan lắm. Câu chuyện thiếu phụ Nam Sương này, câu chuyện cái mặt nạ này, cuối tháng 10, để xin cho mỗi một người hãy có lòng thương xót, hãy có lòng bao dung. Càng những người làm lớn, càng những người có chức có quyền thì càng cần phải có lòng bao dung với anh em mình, nhất là với những người dưới, để đừng bao giờ
lên án, kết án. Vì Chúa nói con kết án thế nào thì Cha trên trời cũng kết án con như vậy. Con không tha thứ thì Cha trên trời cũng không tha thứ. Phúc cho con nếu biết thương xót người sẽ được Chúa xót thương. Cùng hướng về mẹ Maria ngày thứ năm cuối tháng 10 tháng Mân Côi. Mời cộng đoàn mở trang 88 kinh nguyện lòng Chúa thương xót, hát bài Hoa Mân Côi để xin mẹ cho mỗi người chúng con có được trái tim trong sạch như mẹ, luôn luôn nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt cho mọi người, nhất là không bao giờ kết án một ai mà không có lòng thương xót. Một chàng hoa mân côi hương thơm ngào ngạt thắm ân tình, từng lời kinh sốt men xin dâng về nữ vương hiền vinh. Khi ăn vui thái hòa như ngày thiên sứ truyền tin, như trong đêm ngồi lời giáng trần, như khi mẹ gặp lại con Chúa, kết hoa kinh đề dâng mẹ. Một chàng hoa mân côi hương thơm ngào ngạt thắm ân tình, từng lời kinh sốt men xin dâng về nữ vương hiền vinh. Khi đau thương lấp đầy như vườn loang màu mồ hôi, như gai đâm như chịu nát đòn, như khi nhận thập tự hy tế, kết hoa kinh đề dâng mẹ. Một chàng hoa mân côi hương thơm ngào ngạt thắm ân tình, từng lời kinh sốt men xin dâng về nữ vương hiền vinh. Gặp được nơi ta ủi an và chữa lành, hãy đến với ta hỡi ai vất vả, ta sẽ đỡ nâng bộ xương và thanh hóa. Tin tưởng vào ta với cả lòng tin tha, sẽ gặp được nơi ta ủi an và chữa lành, sẽ gặp được nơi ta ủi an và chữa lành.